Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão, 4 đợt rét đậm rét hại, 10 đợt nắng nóng và 12 đợt mưa vừa, mưa to, làm một số diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, một vài vị trí đê kè bị hư hỏng, sạt lở ở vùng núi huyện Nho Quan. Để chủ động đối phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, phương án, kế hoạch, công văn, công điện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tập huấn về các dạng thiên tai và cách ứng phó, tổ chức các đợt diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Theo dự báo năm 2022, tình hình khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Cần đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc, nắng nóng, gió mùa để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai, báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, xây dựng dự toán kinh phí cũng như đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực trạng các công trình cấp bách, rà soát các phương án bảo vệ các tuyến đê, các điểm trọng yếu để đề xuất bổ sung kịp thời. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá, năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo tập trung và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Thời tiết cơ bản thuận lợi nên các sự cố xảy ra không nhiều, do vậy đã đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo an toàn cho sản xuất và phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống người dân. Về nhiệm vụ trọng tâm phòng chống thiên tai năm 2022, đồng chí thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức hội nghị chuyên đề bàn thảo, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hành lang an toàn đê điều và cơ đê hiệu quả. Nghiên cứu cắm biển giới hạn tải trọng, tốc độ để quản lý đối với một số tuyến đường trên đê theo thiết kế đáp ứng được tải trọng của đường giao thông. Các địa phương quan tâm đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là có phương án xử lý những đoạn bị rò rỉ. Đối với một số công trình trọng điểm phòng chống thiên tai của tỉnh, trong đó có cống Tân Hưng đang thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính toán thi công, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó cũng cần tập trung phối hợp xử lý các tình huống sự cố bất ngờ xảy ra. Đối với các điểm xung yếu và các đề xuất kiến nghị của các địa phương, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ thống nhất tổ chức triển khai với tinh thần công trình nào thực sự cấp bách thì xử lý dứt điểm ngay trong năm. Các công trình chưa tới mức cấp bách thì bổ sung vào kế hoạch đầu tư công. Các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo chủ động, hiệu quả cao nhất.